Xin chào quý vị các bạn, hôm nay di động cao cấp.vn xin giới thiệu bạn một dịch vụ mới tại di động cao cấp.vn. Đó là dịch vụ thay mới, sửa, khắc phục các lỗi liên quan đến chân sạc của điện thoại BlackBerry Flip. Trên tay mình đây là bảng main của điện thoại BlackBerry Flip với phần chân sạc được hàn chết trên main như thế này. Khi hàng gặp có sự cố liên quan đến chân sạc của điện thoại BlackBerry Flip, kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ tháo rời phần chân sạc của điện thoại BlackBerry Flip này ra và thay mới cho quý vị các bạn một cái phần chân sạc mới. Thông tin thêm về dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại BlackBerry Flip nói chung và dịch vụ thay mới chân sạc của điện thoại BlackBerry Flip, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng 04 66 75 099. Kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể quý hàng cách khắc phục các lỗi sự cố liên quan đến điện thoại BlackBerry Flip mà quý hàng đang gặp phải. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của di động cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại BlackBerry Flip hàng đầu hiện nay